Thì xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách dùng Cali Gold 20VP để trị cháy lá, thổi trái, thán thư cho cây trồng nhé. Trước tiên, mình cùng tìm hiểu về Cali Gold 20VP nhé. Đây là một loại thuốc trừ sâu giúp bảo vệ cây khối những loại bệnh thường gặp. Cali Gold 20VP đặc biệt tốt cho các loại cây ăn trái như xoài, bưởi, nhãn. Bây giờ, mình sẽ hướng dẫn cách pha và sử dụng Cali Gold 20VP hiệu quả. Đầu tiên, bạn chuẩn bị một thùng nước sạch khoảng 15 lít. Tiếp theo, lấy 20g Cali Gold 20VP rồi cho vào thùng nước, khuấy đều cho thuốc tận hết nhé. Khi phun thuốc, nhớ đeo găng tay và khẩu trang để bảo vệ mình. Phun đều lên toàn bộ cây, chú ý phun kỹ những chỗ bị bệnh. Nên phun vào sáng sớm hoặc chiều mát để thuốc phát huy tác dụng tốt nhất và không bị bay hơi nhanh. Để đạt hiệu quả cao, bạn nên phun 2 lần, cách nhau 7 đến 10 ngày. Nếu cây bị nặng, có thể phun thêm lần thứ 3. Quan trọng là sau khi phun thuốc, bạn cần theo dõi cây trồng. Nếu thấy cây có dấu hiệu hồi phục, nhờ tưới nước và bón phân đầy đủ để cây phát triển tốt. Cuối cùng, hãy bảo quản Cali Gold 20VP ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa tầm tay trẻ em nhé. Hy vọng những hướng dẫn này sẽ giúp bạn sử dụng Cali Gold 20VP hiệu quả. Nhớ đăng ký kênh và thích video nếu thấy hữu ích nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Để xem thêm thông tin, hãy truy cập DidorPlantVN. Chúc các bạn một mùa vụ bội thu.